Hello everyone! Trong video ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu bài đọc xem rau củ đến từ đâu nhé! Where do vegetables come from? Chúng ta có từ vegetables, rau củ, vegetables, vegetables. This is Lee. He's a farmer. He works on a vegetable farm in California. Lee loves his job. Đây là Lee. Ông ấy là một người nông dân. Ông ấy làm việc ở trên một trang trại rau ở California. Ông Lee yêu thích công việc của mình. Lee plants vegetable seeds. After that, he waters the plants. Lee checks the vegetables plants often. Then he picks the vegetables. After that, he can sell them. Chúng ta có các từ mới. Plant, seed, water, check, often, pick, and sell. Plant, nếu là một động từ thì sẽ có nghĩa là trồng cây. Còn nếu là danh từ thì nó sẽ có nghĩa là thực vật hay là cây cối. Seed, hạt giống. Water, ngoài nghĩa là nước thì sẽ có nghĩa động từ là chỉ hành động tưới nước. Check, kiểm tra. Often, thường thường. Pick, hái. Và chúng ta có động từ sell, bán. Ông Lee trồng những hạt giống rau. Sau đó, ông ấy tưới nước cho cây trồng. Ông Lee kiểm tra những cây rau thường xuyên. Và sau đó, ông ấy hái những cây rau. Rồi ông ấy đi bán chúng. Các bạn hãy cùng cô đọc lại bài đọc, ghi nhớ những từ mới của bài ngày hôm nay nhé. Goodbye everyone.